Xin kính chào quý chị và các bạn. Chào mừng quý chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý chị các bạn là chiếc xe Toyota Veloz Cross, một cái dòng xe MPV 7 chỗ đa dụng của bên nhà Toyota. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp đầu tháng 8 năm 2022 này, Top Car VN sẽ cập nhật cho quý chị các bạn những cái chính sách giá bán mới nhất trong tháng của Veloz Cross, những cái chương trình về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh của từng phiên bản Toyota Veloz đến với những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đã đang quan tâm tới chiếc xe đa dụng 7 chỗ MPV của bên nhà Toyota. Hiện tại thì ở trong cái phân khúc này, chiếc xe Veloz này nó sẽ cạnh tranh với những cái dòng xe đó là Mitsubishi Xpander, một cái dòng xe cũng cực kỳ là nổi tiếng của bên nhà Mitsubishi. Ngoài ra chúng ta có Suzuki XL7, một cái dòng xe rẻ nhất ở cái phân khúc này. Với Veloz thì đang được phân phối với hai phiên bản tại thời điểm này. Veloz bản E với mức giá bán bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 sẽ là 658 triệu. Veloz bản G bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 sẽ có mức giá bán là 698 triệu. Như vậy là cả bản E và bản G đều có mức điều chỉnh giá, đó là tăng lên là 10 triệu đồng so với cả dịp của tháng 7 các bạn nhé. Mỗi phiên bản sẽ có sự điều chỉnh tăng thêm là 10 triệu đồng vào mức giá limit. Và tại thời điểm dịp đầu tháng này mình cập nhật được thì đại lý cũng đang có chương trình ưu đãi về quà tặng phụ kiện. Có thể tặng quý vị các bạn là một bộ dán kính cách nhiệt với cái dòng xe Veloz này. Thời điểm trước thì không những là không có được tặng phụ kiện mà nhiều có những cái thời điểm nếu như để muốn sở hữu về Veloz Cross các bạn còn phải mua thêm về phụ kiện. Tuy nhiên thì tại thời điểm này đại lý sẽ có chương trình ưu đãi về quà tặng phụ kiện dành cho những anh chị khách hàng nào chúng ta lấy về cái dòng xe này dán kính cách nhiệt hoặc là lấy sơn phủ gầm các bạn nhé, cam hành trình. Đó là những cái chương trình về quà tặng phụ kiện dành cho các bạn khi mà lấy trong dịp tháng 8 này, một trong hai phiên bản này. Vậy thì mức giá lăn bánh của nó sẽ như thế nào khi mà có cái sự điều chỉnh giá? Với bản Veloz bản E 658 triệu thì lăn bánh ở tỉnh là 726 triệu, ở Hà Nội là 758 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 746 triệu đồng quý chị các bạn nhé. Tỉnh 726, Hà Nội 758, thành phố Hồ Chí Minh là 746 triệu đồng để lăn bánh được bản E Veloz. Ngoài ra vẫn có chương trình về quà tặng phụ kiện mà mình cũng vừa cập nhật quý chị các bạn nhé. Với phương án trả góp, nếu chúng ta có nhu cầu trả góp thì ở tỉnh bản E cần chuẩn bị tối thiểu 199 triệu, ở Hà Nội tối thiểu là 232 triệu, thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 220 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 199, Hà Nội 232, thành phố Hồ Chí Minh là 220 triệu đồng với bản E của Veloz Cross, một cái phiên bản mà cũng được rất nhiều anh chị khách hàng chúng ta quan tâm và lựa chọn. Với cái tầm tiền của bản E này 658 triệu thì cao hơn 10 triệu so với chiếc xe Xpander phiên bản AT Premium, Xpander 2022 bản Premium, bản cao cấp nhất, hiện tại đang bán với mức giá là 648 triệu. Tuy nhiên thì Veloz được cái ưu điểm là một cái chiếc xe mà được trang bị hộp số tự động CVT. Hộp số tự động CVT thì sẽ có cái đặc điểm là ưu điểm đó là mượt mà hơn. Ngoài ra chiếc xe này lại sử dụng được trang bị đến 6 túi khí quý chị các bạn ạ, thay vì 2 túi khí như những dòng xe khác ở trong phần cùng phân khúc. Cho nên là ngoài so sánh về giá thì chúng ta cũng phải so sánh thêm, để ý thêm về những cái trang thiết bị option, những cái tính năng an toàn của cái những thương hiệu này mà người ta trang bị cho cái dòng xe MPV 7 chỗ này. Tiếp theo là Veloz Cross phiên bản G, phiên bản trước mắt quý chị các bạn đây. Bản này thì hiện tại 698 triệu mà để lăn bánh ở tỉnh tại thời điểm này, chúng ta cần bỏ ra là 770 triệu. Ở Hà Nội là 804 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 790 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 770, Hà Nội 804, thành phố Hồ Chí Minh là 790 triệu đồng để lăn bánh được phiên bản G của Veloz Cross, một cái phiên bản mà cũng được rất nhiều khách hàng chúng ta đang có kế hoạch ký chờ. Tại thời điểm này thì cũng không bia kèm làng nữa, mà ngoài ra chúng ta sẽ có những chương trình về quà tặng phụ kiện, dán kính hoặc là sơn phủ gầm hay là cam hành trình quý anh chị các bạn nhé. Phương án trả góp bản này ở tỉnh cần chuẩn bị tối thiểu 212 triệu, Hà Nội tối thiểu là 248 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 232 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 212, Hà Nội 246, thành phố Hồ Chí Minh là 232 triệu đồng để lăn bánh được phiên bản cao cấp nhất về cái dòng xe Veloz Cross. Đó là cái mức giá
thay đổi trong cái dịp bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 mà Top KVN cập nhật, để các bạn có thể nắm bắt được cân đối cái mức tài chính và có thể so sánh nếu như chúng ta đang lưỡng lự những cái dòng xe ở trong cái phân khúc này, so sánh xem cái tầm tiền liệu là lựa chọn phiên bản nào, những cái option như thế nào và với thương hiệu làm sao. Nếu anh chị chúng ta có nhu cầu lái thử về Toyota Veloz Cross thì ngay bên dưới góc trái màn hình này là số hotline của bên đại lý của bên Toyota. Ở miền Bắc thì các bạn hãy gọi cho ở miền Bắc, ở miền Nam thì chúng ta hãy gọi cho ở miền Nam để có thể nhận cái mức báo giá tình hình xe giao tại thời điểm mà chúng ta có kế hoạch lấy xe. Thời điểm này là thời điểm tháng ngâu thì mình thấy là nhiều khách hàng chúng ta không có kế hoạch lấy xe về nhà trong tháng này, nhưng mà hoàn toàn có thể đặt cọc để giữ xe, giữ màu xe, lựa chọn cái thời điểm giao xe về nhà một cách là chuẩn xác nhất. Cuối cùng thì xin chào và hẹn lại quý các bạn. Hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ Top KVN. Xin chào.